Vâng, xin chào anh chị em các bạn nhé. Xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại bên vườn em còn duy nhất một cây tùng bồng lai nhé. Đấy, gốc đế này, bộ đế này, cây ôm đá trồng trồng chứ rất là đẹp rồi. Anh chị em các bạn mua về là chỉ việc chơi luôn nhỉ. Đấy, rất là đẹp luôn. Tàn bông tàn cây này, rất là đẹp nhé. Chỉ có một cây duy nhất thôi ạ. Thì anh chị em mà có nhu cầu mua cây thì xin liên hệ với em số điện thoại 0355823389 nhé. Tùng bồng lai mua về là phong thủy rất là tốt luôn nhé, giúp cho tiền tài tấn tới, sức khỏe mạnh tốt. Bọn người ta gọi là tùng bồng lai. Cây này trưng trong nhà rất là ok, rất là bền luôn nhé. Đấy, anh chị em các bạn thấy không? Rất là xanh tốt luôn nha. Thì anh chị em có nhu cầu mua cây thì xin liên hệ với em số điện thoại 0355823389 nhé. Độc đế này, không mục ngoặt sâu xưa gì ạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em các bạn trong các clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.